Từ ngày 1 tháng 11 năm 2019, triển khai ra quân xử phạt vi phạm đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh từ dữ liệu của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh Huế IOC. Cùng với công tác điều tra xử lý nghiêm tội phạm ma túy, thì các biện pháp khác về quản lý đối tượng nghiện, nghi nghiện cần phải được thực hiện đồng bộ, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng. Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho các trường mầm non, nội dung sẽ có trong phần cuối chương trình. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay thứ Bảy ngày 19 tháng 10. Và bây giờ hãy cùng khởi động một ngày mới. Chiều qua, đoàn công tác kiểm toán nhà nước do ông Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước dẫn đầu đã trao tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế khối đá sapphire. Tiếp nhận hiện vật trao tặng có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu tại lễ trao tặng hiện vật, Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phước khẳng định, việc tặng khối đá quý hiếm sapphire cho tỉnh Thừa Thiên Huế đặt tại khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ, công nhân viên, người lao động của kiểm toán nhà nước đối với Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế, nơi Bác Hồ đã sống và học tập khoảng thời gian 10 năm trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phước cho biết, đá sapphire của vùng Châu Thành, huyện Quỳ Hợp được Hội đá phong thủy Việt Nam chế tác, đặt tại nhiều địa điểm linh thiêng như lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Hà Nội, quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh, Nghệ An, nhà thờ Bác Hồ ở tỉnh Trà Vinh. Trong chuyến công tác và trao tặng đá quý tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phước dẫn đầu đã trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp nhận Quỹ khuyến học có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ chân thành cảm ơn Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phước và đoàn công tác của kiểm toán nhà nước đã dành những tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, nhân dân và nhất là với các em học sinh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong suốt thời gian qua, kiểm toán nhà nước đã có sự phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và Thừa Thiên Huế được đánh giá là địa phương làm tốt công tác này. Tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của kiểm toán nhà nước để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, nhất là có nhiều hoạt động hỗ trợ trên các lĩnh vực tài chính, ngân sách, giáo dục, văn hóa. Sáng qua, Hội Nông dân tổ chức hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn tỉnh lần thứ tư giai đoạn 2014-2019. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 159 điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 100.000 hội viên nông dân Thừa Thiên Huế. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các cấp hội đã có nhiều chuyển biến tích cực và lan tỏa sâu rộng. Nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh khen thưởng. Các phong trào đã thu hút, tập hợp cán bộ, hội viên nông dân tham gia tích cực, tạo nên sức mạnh vượt khó vươn lên, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Như vậy, nhân tố mới điển hình xuất hiện ngày càng nhiều, nhiều kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất đời sống. Hàng năm, phong trào đã thu hút hơn 60.000 hội viên nông dân đăng ký và có hơn 40.000 hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cả cấp. Bên cạnh việc đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, các cấp hội còn đẩy mạnh hoạt động ủy thác với các ngân hàng cho gần 30.000 hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 995 tỷ đồng. Hội nghị còn là dịp để tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các cấp hội trong toàn tỉnh, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực tự cường của hội viên nông dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Hội nông dân tỉnh lần thứ 9, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chiều qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận những đóng góp của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh thời gian qua, đồng thời khẳng định những việc làm cụ thể qua từng phong trào của các cấp hội đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng, thực hiện các phong trào ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.
nhấn mạnh hội phụ nữ các cấp cần thúc đẩy các hoạt động liên quan đến phong trào xóa đói giảm nghèo gắn với đổi mới sáng tạo nhằm mang lại kết quả tốt hơn, đồng thời hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thương mại hóa các mô hình sản phẩm, tiếp tục xây dựng phong trào 503 sạch, trong đó lưu ý tỉnh khác biệt mang dấu ấn riêng của địa phương gắn với phong trào ngày chủ nhật xanh. Điều quan trọng là phát huy tinh thần xây dựng hội, xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt của hội vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, qua đó bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ, bổ sung vào đội ngũ cán bộ ở các cấp chính quyền, giúp tỉnh giải quyết việc nâng tỷ lệ cán bộ nữ, cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Hoàng cung Huế, áo dài và hoa do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nhân ngày 20 tháng 10 cũng có thể coi là tiền đề cho ngày hội áo dài toàn tỉnh trong thời gian sắp tới. Đó là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ khi đến chung vui với chương trình. Hoàng cung Huế, áo dài và hoa là một chương trình đặc sắc nhằm tạo không khí vui tươi trong dịp lễ 20 tháng 10 thông qua hoạt động cắm hoa nghệ thuật. Các chị em trong trang phục áo dài truyền thống sẽ thể hiện sự khéo léo, thẩm mỹ của mình qua các tác phẩm nghệ thuật từ hoa. Những tác phẩm sau khi hoàn thành sẽ được rước đến cung Dương Thọ để thể hiện sự ngưỡng vọng tiền nhân, nhớ đến những người phụ nữ xưa trong chốn hoàng cung. Đồng hành với phụ nữ của trung tâm, những du khách khi tham quan Đại nội Huế cũng có thể tham gia thi cắm hoa để thể hiện tài năng của mình. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ gửi lời chúc mừng 20 tháng 10 hạnh phúc, nhiều niềm vui đến chị em phụ nữ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nói riêng và phụ nữ Thừa Thiên Huế nói chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao chương trình Hoàng cung Huế áo dài và hoa vì bên cạnh tạo không khí vui tươi cho ngày 20 tháng 10 thì đây cũng là hoạt động thể hiện sự duyên dáng, khéo léo của người phụ nữ. Đồng thời đây cũng có thể coi là một chương trình tạo tiền đề cho ngày hội áo dài toàn tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian sắp đến. Chiều qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10 nhằm cung cấp thông tin tình hình trong nước, quốc tế thời gian vừa qua và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đội ngũ báo cáo viên của tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về các chuyên đề, đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam, thực trạng và giải pháp, tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước ta trong thời gian gần đây, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại những tháng của năm 2019. Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy cần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chỉ thị 05 về học tập Bác, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Liên quan đến các ngày lễ kỷ niệm sắp tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương đơn vị tham mưu cấp ủy tổ chức các hoạt động kỷ niệm kết hợp với các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, tổ chức được sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tuyên truyền về biển đảo và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo. Khát vọng yêu thương là chủ đề của hoạt động truyền thông về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức vào sáng qua tại thị xã Hương Thủy. Tham dự có bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Phát biểu tại buổi truyền thông, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ nhấn mạnh, hội phụ nữ các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, chủ trọng phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc giáo dục nâng cao ý thức và nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mối nguy hại của tệ nạn xã hội đối với gia đình, cộng đồng, nâng cao vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong gia đình nhằm chia sẻ, quản lý con cái, phòng tránh sa ngã vào các tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn môi trường sống lành mạnh, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn trong cộng đồng. Thông qua các hình thức truyền thông phong phú như văn nghệ, tiểu phẩm, game show, chiếu video về phòng chống mại dâm, đối thoại với đại diện các cơ quan chức năng gồm ngành lao động thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, câu lạc bộ Đồng Đẳng, các chị em được hiểu sâu về các vấn đề liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tình trạng phổ biến hiện nay về tệ nạn mại dâm, tác hại và cách phòng tránh, các vấn đề hỗ trợ cho đối tượng khi hoàn lương tại hòa nhập cộng đồng. Tất cả truyền tải thông điệp hãy nói không với tệ nạn mại dâm vì hạnh phúc của mỗi gia đình. Thưa quý vị, chưa bao giờ vấn nạn ma túy lại đang hoành hành như hiện nay. Liên tiếp các vụ việc mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy được phát hiện gần đây đã cho thấy rõ điều này.
Đã đến lúc, cùng với công tác điều tra, xử lý nghiêm loại tội phạm nguy hiểm này, thì các biện pháp khác về quản lý đối tượng nghiện, nghi nghiện cần phải được thực hiện đồng bộ, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng. Một buổi họp dân của khu vực 4, phường Phú Hậu, thành phần bao gồm công an khu vực cùng tất cả đoàn thể chính trị tại địa phương. Đây là nội dung quan trọng trong kế hoạch tổng rà soát người nghiện, nghi nghiện trên địa bàn phường đang triển khai. Thông qua các buổi họp dân, nhiều thông tin về người nghiện, nghi nghiện đã được người dân cung cấp kịp thời cho chính quyền địa phương. Xác định vai trò lực lượng công an là vai trò chủ công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Do vậy mà chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể cho lực lượng cảnh sát khu vực bám sát cơ sở, bám sát kế hoạch để xây dựng các tổ rà soát các đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy trên địa bàn. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị rà soát một cách cụ thể, chính xác cái số liệu người nghiện, nghi nghiện và người sử dụng ma túy trên địa bàn. Là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, phường Phú Hậu có nhiều đối tượng hình sự sinh sống. Năm 2018 có 21 đối tượng mãn hạn tù trở về địa phương, không nghề nghiệp ổn định, nhiều đối tượng nghiện ma túy. Chính vì vậy, tổng rà soát người nghiện, nghi nghiện trên địa bàn phường Phú Hậu là giải pháp tối ưu để giữ vững ổn định tình hình, đảm bảo sự bình yên cuộc sống người dân. Thông qua các buổi phát động về toàn dân tổ giác, cung cấp thông tin về các đối tượng nghiện, nghi nghiện, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an. Tính đến ngày 25 tháng 9, phường Phú Hậu đã xác định được 36 đối tượng nghiện ma túy, 23 đối tượng sử dụng ma túy và 8 đối tượng nghi sử dụng ma túy. Trong quá trình ra soát, công an phường Phú Hậu đã triệt phá thành công một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 0,9 gram ma túy. Qua quá trình ra soát thì chúng tôi phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy, thì chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho ban chỉ huy công an thành phố, đồng thời huy động lực lượng mật phục. Ngày 2 tháng 8 năm 2019 thì chúng tôi đã mật phục và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy tại kiệt 145 Chi Lăng. Nằm trong kế hoạch tổng rà soát người nghiện, nghi nghiện trên địa bàn thành phố Huế, rà soát 27 phường trên địa bàn cho thấy hiện có 383 người nghiện ma túy, 383 người sử dụng ma túy và 308 người nghi sử dụng ma túy. Toàn thành phố có 42 điểm phức tạp về ma túy, 39 cơ sở kinh doanh có điều kiện nghi vấn phát sinh tội phạm về ma túy. Là chúng tôi cũng đã chia ra 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là từ ngày 25 tháng 7 cho đến 15 tháng 8 sẽ tổng rà soát các cái đối tượng trên địa bàn. Giai đoạn 2 là từ 15 tháng 8 cho đến 15 tháng 9. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, là chúng tôi sẽ lập hồ sơ để xác định được cái tình trạng nghiện và lập hồ sơ để đi cai nghiện theo các cái dạng khác nhau. Và giai đoạn 3 cho đến ngày 5 tháng 10 thì chúng tôi sẽ có cái thống kê báo cáo cho công an tỉnh cũng như ủy ban thành phố kết quả thực hiện sau 1,5 tháng triển khai kế hoạch 1960. Liên quan đến ma túy, tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy thì ngày càng gian manh xảo quyệt hơn, ngày càng hoạt động một cách là ngông cuồng hơn, bất chấp pháp luật. Cái khó khăn thứ hai nữa là chúng ta cũng phải nói đến cái hành lang pháp lý. Các cái văn bản pháp luật của chúng ta, những chế tài của chúng ta thì đang còn có những vấn đề. Bằng một cái kế hoạch rất là cụ thể, kế hoạch 160, tức là chúng ta sẽ đi tuần tự từng bước, có lộ trình, tức là chúng ta khởi đầu bằng việc tổng rà soát lại các đối tượng nghiện, nghi nghiện và sử dụng ma túy trái phép. Trên cơ sở đấy chúng ta sẽ có cái lộ trình và sẽ có giao trách nhiệm cho các cơ quan ban ngành liên quan để chủ động quản lý, theo dõi và chủ động phòng chống, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn. Trước đó, chỉ đạo tại hội nghị rà soát, nắm tình hình triển khai tổng rà soát, thống kê và tổ chức các biện pháp quản lý người nghiện, nghi nghiện trên địa bàn thành phố Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung lưu ý, số người nghiện tăng, số người nghi nghiện sẽ tăng cao hơn nữa trong thời gian tới. Vì vậy, cần nhìn nhận một cách khách quan, chính xác từng con số người nghiện, nghi nghiện ma túy để đưa ra phương án giải quyết hiệu quả, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, ban ngành liên quan, huy động toàn bộ các lực lượng để ra quân tổng rà soát người nghiện, nghi nghiện ma túy thật chính xác, minh bạch, không giấu giếm. Theo quy chế phối hợp sử dụng thông tin dữ liệu thu được từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh để xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đến ngày 30 tháng 10 năm 2019 và triển khai ra quân xử phạt vi phạm đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2019.
Theo đó, các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như xe dừng, đổ, đón trả khách không đúng quy định, xe chạy vào đường cấm, vào thời gian cấm, xe không được phép, không có tuyến vào thành phố, xe chạy sai luồng, sai tuyến, xe vượt đèn đỏ, xe quá khổ, quá tải, lấn chiếm lòng lề đường trái phép, thi công công trình trên đường bộ không đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ghi nhận trực tiếp từ hệ thống ghi nhận hình ảnh do Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh quản lý, bao gồm cả các thiết bị ghi nhận hình ảnh của các tổ chức, cá nhân, đơn vị khác đầu tư nhưng đã được phép đầu nối vào hệ thống giám sát điều hành đô thị thông minh, và hình ảnh được cả cá nhân, tổ chức phản ánh qua kênh tiếp nhận của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh đã được Trung tâm xác minh thông tin theo quy định sẽ bị xử lý và xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Quy chế cũng quy định trong thời gian không quá 1 giờ kể từ khi ghi nhận có hình ảnh vi phạm, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh sẽ thông tin đến Ủy ban Nhân dân và Công an thành phố, thị xã, huyện nơi xảy ra hành vi vi phạm để tiếp nhận, xác minh và xử lý. Ủy ban Nhân dân thành phố, thị xã, huyện giao cơ quan công an cung cấp phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi vi phạm tổ chức xác minh thông tin phản ánh để xử lý. Sau 10 tháng hoạt động, Trung tâm Giám sát và Điều hành Đô thị Thông minh Thừa Thiên Huế IOC đã xác minh xử lý được trả kết quả hơn 3.500 trên 4.000 phản ánh, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 85%. Bên cạnh đó, với hơn 100 camera giám sát được lắp đặt trên địa bàn thành phố áp dụng công nghệ tự động nhận diện để cảnh báo một loạt các hành vi vi phạm phổ biến như vi phạm an toàn giao thông, nhận diện biển số xe, mật độ giao thông, đổ xe sai quy định, tương lai còn có thể nhận diện khuôn mặt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh. 85 đầu mối cơ quan trên toàn tỉnh kết nối với trung tâm và phải xử lý, giải quyết các phản ánh trong vòng một tuần. Qua hơn 10 tháng chính thức đi vào vận hành, hơn 100.000 người dân có tài khoản đăng nhập trên hệ thống Trung tâm Giám sát Đô thị Thông minh, hơn 11.000 người dân cài đặt ứng dụng Huế S. Trung tâm là mô hình điểm để nhiều đoàn công tác khắp cả nước về tham quan học tập. Những kết quả ấn tượng này đã phần nào minh chứng cho việc công nghệ hiệu quả nhất khi được người dân tin dùng. Đến cuối năm 2020, Thừa Thiên Huế đạt tỷ lệ 50% các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh chấp nhận thanh toán điện tử không dùng tiền mặt và đến cuối năm tỷ lệ này là 100%. Toàn tỉnh hiện có 194 đơn vị trực thuộc Sở Y tế với tổng thu và chi năm 2018 của ngành khoảng 668 tỷ đồng. Thời gian qua, một số hình thức đã thực hiện thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại Sở Y tế như tiền lương, phụ cấp, chi trả mua thuốc, vật tư tiêu hao, điện, nước. Việc áp dụng các hình thức thanh toán hiện đại có tính kế thừa, không gây xáo trộn tại các đơn vị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của ngành y tế nhằm phục vụ tốt cho người dân. Hình thức thanh toán này nhằm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong ngành y tế. Kỹ năng sơ cấp cứu tại chỗ rất cần thiết nhằm cứu giúp các nạn nhân đúng cách. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các trường mầm non, nơi mà đối tượng chính là các em nhỏ, hiểu đồng và chưa có kỹ năng tự bảo vệ mình. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới về hiệu quả của chương trình tập huấn do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tổ chức. Với cô giáo Trần Thị Bích Thủy, giáo viên trường mầm non Phước Vĩnh và cô giáo Huỳnh Thị Huyền Trang, giáo viên mầm non trường Hoa Mai thuộc địa bàn thành phố Huế, việc tham gia lớp tập huấn về các kỹ năng sơ cấp cứu là cơ hội nâng cao hiểu biết và những kỹ năng cần thiết trong quá trình dạy học. Tại đây, hai cô và các đồng nghiệp đến từ các trường mầm non trên toàn tỉnh được chia sẻ nguyên tắc sơ cấp cứu người bị nạn và thực hành 10 kỹ thuật sơ cấp cứu. Thông qua cái lớp học này thì bản thân tôi rất là vui, bởi vì tôi có các kiến thức cơ bản để mà áp dụng. Thứ nhất là ở nhà này, thứ hai là đi ra ngoài đường thì có thể gặp nhiều trường hợp, và thứ ba là ở trường tôi thì tôi có thể để sơ cứu các cháu nhỏ ở trong trường, trong lớp. Và khi gặp các tai nạn thì bản thân tôi là có cái tự tin để mà sơ cứu những cái trường hợp ban đầu. Em mới tham gia lớp học này lần đầu tiên và em thấy rằng có những cái thông tin rất là hữu ích, và chúng trẻ là bản tính rất là tò mò thì sẽ có những trường hợp dễ, giống như cháu có thể là chơi trơn trượt, trượt ngã, thì nếu như tụi em được học ở lớp học này thì tụi em sẽ biết cái cách tránh để xảy ra những cái tình trạng đáng tiếc với cháu. Đối với trường học thì hiện nay chúng tôi tập trung vào trong giáo viên mẫu giáo là sơ nhất là đối với tai nạn của trẻ mẫu giáo, đó là dị vật đường thở. Những trường hợp như là các cái đồ chơi nhỏ, hoặc là khi cháu ăn xong cháu bị sặc, hoặc cháu nằm ngủ cháu nôn ra thức ăn nó tràn vào đường thở, nếu không biết cách xử lý mà trong vòng thời gian ngắn đưa đến viện thì cháu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên cái việc trang bị cho các cô giáo về
cái kỹ năng sơ cứu dị vật đường thở. Khi mà các cháu bị một cái sự cố về dị vật đường thở gây tắc đường thở hoàn toàn thì các cô phải xử trí ngay tại chỗ. Đây là 112 lớp tập huấn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức cho 360 giáo viên mầm non của các trường mầm non trên địa bàn thành phố Huế và 6 lớp cho 180 giáo viên mầm non và tiểu học các xã thị của huyện Phong Điền trong năm 2019. Trong thời gian 3 ngày, các hướng dẫn viên tập huấn giúp học viên thực hành 10 kỹ thuật sơ cấp cứu như sơ cứu chảy máu, sốc, băng bó vết thương, sơ cứu dị vật tắc đường thở, sơ cứu bất tỉnh, ngừng thở, ngừng tim, sơ cứu gãy xương, sơ cứu bỏng, điện giật, đuối nước, vận chuyển nạn nhân khẩn cấp và vận chuyển nạn nhân an toàn. Qua đây, các giáo viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu để sẵn sàng kịp thời hỗ trợ sơ cấp cứu, góp phần giảm thiểu rủi ro, hạn chế tử vong và các hậu quả do tai nạn thương tích gây ra tại trường học. Nếu những người trong cộng đồng mà biết về sơ cấp cứu thì những cái trường hợp tai nạn sẽ hạn chế được trường hợp tử vong, các tổn thương sẽ hạn chế nó ít trầm trọng hơn và chắc chắn rằng sẽ mang lại được nhiều cái hạnh phúc cho những người bị nạn và cũng như gia đình họ. Hoạt động tập huấn về các kỹ năng sơ cấp cứu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt được triển khai từ năm 2014 đến nay với đối tượng không ngừng mở rộng từ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, đội ngũ nghiệp đoàn xích lô xe thổ Huế đến công nhân công ty môi trường và công trình đô thị Huế. Đây là những đối tượng thường xuyên tiếp cận với các tình huống tai nạn thương tích và có thể thực hiện vai trò sơ cấp cứu ban đầu. Sơ cấp cứu có tầm quan trọng rất lớn là sự hỗ trợ và can thiệp ban đầu của người cấp cứu với người bị nạn, bị thương tích, bị bệnh cấp tính. Sơ cấp cứu đúng cách sẽ cứu sống nạn nhân, ngăn không cho tình trạng xấu đi, thúc đẩy quá trình hồi phục của nạn nhân. Phần cuối như thường lệ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của Huế ngày mới. Do chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch đông kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao duy trì nên tại khu vực Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất 3 ngày phổ biến từ 27 đến 29 độ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, độ ẩm từ 75 đến 82%. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc, gió giật.